Xin chào bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài giảng của chúng ta. Đó là cái phần thầy giảng bài tập ở trong cái phần giá trị tương đối của một số hữu tỉ nhé. Và đây thì thầy sẽ giảng bài tập trang 15 ở trong sách giáo khoa toán 7 của chúng ta. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 17 nào. 17. Trong các khẳng định nào sau đây, khẳng định không đúng. Câu A của chúng ta là chuyển đổi của trừ 2,5 bằng 2,5. Đúng ạ? Ok, đúng nhé. Câu B, chuyển đổi của trừ 2,5 thì nó bằng trừ 2,5 là sai, là do chuyển đổi của A sẽ phải luôn lớn bằng 0. Câu C là chuyển đổi của trừ 2,5 thì nó bằng trừ của trừ 2,5, đấy là đúng. Vì sao đúng? Bởi vì anh này nó bằng 2,5, trừ của trừ 2,5 thì bằng 2,5, được chưa? Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai của bài 17 đó là tìm x biết câu A. Câu A là chuyển đổi x bằng 1/5 thì tương ứng với x của chúng ta bằng 1/5 thì cũng đúng, và x bằng trừ 1/5 thì cũng đúng. Được chưa nào? Thì đến đây các bạn cần chú ý cho thầy. Chúng ta có chuyển đổi của A bằng b, rõ ràng ở đây b lớn không, điều kiện là b lớn không nhé, thì nó sẽ tương ứng với một cái điều, đó là a bằng cộng trừ b, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là chuyển đổi của a bằng chuyển đổi của b thì nó cũng sẽ tương đương với a bằng cộng trừ b. Thì là các con ghi vào nhé. Ví dụ ta gọi như sau, ta gọi nào, câu b của chúng ta chuyển đổi của x bằng 0,37 thì x của chúng ta sẽ bằng cộng trừ 0,37. Được chưa? Câu C, chuyển đổi x bằng 0 thì tương ứng với x bằng 0 nhá. 0 chúng ta có một giá trị thôi, chứ không có chuyện là y bằng cộng trừ 0. Câu D của chúng ta là chuyển đổi x bằng 1/2/3 thì nó bằng, thì ở đây sẽ có là chuyển đổi x của chúng ta này, nó bằng 3 × 2 là bằng 5/3. Vậy thì x nó sẽ bằng cộng trừ 5/3. Được chưa? Thì đó là bài số 17 của chúng ta. Nào bây giờ thầy sẽ vào bài số 18. 18 của chúng ta, thầy nhắc lại là các cái phần bài tập cơ bản là các bạn phải hiểu kỹ rồi thầy nhé, nắm thật vững rồi thầy. Đấy. Không phải là các bạn cứ bật vào Vina Study các con bật video lên để chép cái này vào. Nếu các con muốn chép thì các con chép trong sách giảng, còn ở đây là nghe thầy hướng dẫn, thầy phân tích, thầy làm để chúng ta có được cái nền tảng vững chắc hơn. Được thế nào? Học tập thì nó phải chủ động một chút. Bài 18 tính biểu thức A nào, cộng trừ số thập phân đấy, cộng trừ nhân số thập phân đấy. 18 A chúng ta là trừ 5,17, được chưa? Trừ đi 0,469 thì nào? Thì nó bằng trừ của 5,17 cộng với 0,469. Được chưa nào? Bạn nào mà chưa chép bài thì các bạn dừng video chép bài thì xóa bên này để thầy phân tích, thầy nháp chút cái bài này. Ở đây các bạn cần chú ý ở câu A của chúng ta, 5,17, được chưa? 5,17 chúng ta cộng với 0,469 thì cái này thì 46 là phải đặt thẳng hàng 17, được chưa? Đây là 0 đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta cộng 0 cộng 9 là 9, 7 cộng 6 là 13, 13 nhân 1, 1 cộng 4 là 5, với 1 là 6, và 5, 5,6 là 39. Vậy thì anh này nó sẽ bằng trừ 5,639. Xong một câu nhá. Đấy, thầy hướng dẫn kỹ một chút cho cái phần này, bởi vì thầy sửa các bạn chưa vững. Ở đây ta có này, trừ đi 2,05 cộng với 1,73. Vậy thì nó sẽ bằng trừ 2,05 trừ đi 1,73. Ok, các con lại đọc tiếp cho thầy. Nào, 2,05 trừ đi 1,73, được chưa? 5 trừ 3 được 2,
À không, không có nhớ. Không trừ đi 7, không trừ được tâm 11 bên này sang. 1 là 10 trừ 7 được 3. Đúng nào. 1 trừ 1 hết 0,32. Vậy anh này, kết quả nó sẽ là bằng 0,32. Đấy. Trừ 0,32. Bây giờ trừ nó có dấu trừ. Chờ. Đấy là câu A và câu B đã xong. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Thầy thầy xoay cho này nhé. Đấy, những cái này thực ra thầy dạy liên cấp thì thầy hiểu được ở lớp 5 các con học cái gì, lớp 6 các con học cái gì, lớp 7 các con học cái nào. Đến đây thầy nghĩ rằng là nhiều bạn đến lớp 7 này là các bạn ngại dùng máy tính để sử dụng cộng trừ nhân chia sự phân, nhưng hoàn toàn chúng ta có thể giải quyết được bằng cái tính thông thường. Câu C của chúng ta là trừ 5,17 được chưa, nhân với trừ 3,1 được chưa. Vậy thì ở đây thầy sẽ biến đổi, nó sẽ bằng 5,17 nhân với 3,1 nhá. Ở cái thừa số thứ nhất, phần tập phân của nó có hai chữ số. Ở thừa số thứ hai, phần tập phân của nó có một chữ số. Vậy ta có như sau: 5,17 nhân với mấy ạ? 3,1 nhá. Thì chúng ta nhân như thế là nhân hai số tự nhiên, được chưa nào? 71 là 7, 11 là 1, 15 là 5, 37 21 với 1 nhân 2, 31 là 3 với 2 là 5, 35 15, 7 này, 2 này, 0 là 1 là 6, 16 này. Vậy thì lúc này chúng ta đếm thừa số thứ nhất có hai chữ số ở phần tập phân 1 2, thừa số thứ hai có 1, vậy thì tích của nó phải có 1 2 3. Dạ, thì nó sẽ có là bằng 16,027. Thế nào? Đấy, lưu ý nhá. Câu D của chúng ta. Câu D của chúng ta là trừ 9,18. Trừ 9,18 chia cho 4,25. Được chưa? Bằng. Thế dấu trừ này thì thầy sẽ tính xong. Thầy chưa đặt đến cái dấu trừ này. Mà bây giờ thầy sẽ chia hai cái số tập phân này cho nhau đi. 9,18 chia cho 4,25 thì thầy sẽ cùng nhân với 100 nhá, thì nó sẽ là bằng 918 và chia cho 425, được chưa nào nhá. Vậy thì lúc này ta sẽ có được đó là 918 này chia cho 425 này. Được chưa, được 1 à, được 2 không, được 2. 2 nhân 5 là 10 với 0 nhân 1, 2 nhân 2 là 4, 1 là 5, 2 nhân 4 là 8. Được chưa? 8. Trừ đi 8 này, 11 trừ 5 được 6, 68, 680. 680 chia cho 425. À 6, 6 chia cho 68. 68 tức là 918 trừ 850 bằng 68. 68 không chia được trừ 425, ta lập dấu phẩy. Và cho thêm chữ số 0. 680 chia cho 425 được 1. Đây là 425. Trừ đi 5 nhân 1. Đây là 5, đúng không? Đây là 255. Được chưa? 255 không chia được cho 425 bởi vì chúng ta đã đặt dấu phẩy đấy rồi, lại thêm tiếp không nữa. 2555 chia cho anh này 50 thì nó được bao nhiêu? Nó được 6 không? Ta tự đặt 6 xem nào. 65 30 viết 0 như 3. 6212 vì 3 là 15, viết 5 như 1. Được chưa? 6424 với 1 là 25. Ồ đẹp quá, không. Vậy thì kết quả ở đây nó sẽ bằng 2,16 nhá. Bằng 2,16 vậy thì kết quả này nó sẽ bằng trừ 2,16. Được chưa? Đấy. Thì cái việc mà chúng ta đọc tính tay mà ra được cái kết quả trong phần chia số phần này thì nó sẽ thể hiện cái khả năng tính toán của các bạn. Giống như ở đây thầy hướng dẫn các bạn hoàn toàn là không có cơ sở hỗ trợ nào từ máy tính cả, mà ở đây là chúng ta sẽ phải tính tay. Được chưa? Ok, bài số 18 của chúng ta đã giải quyết xong, các con chuẩn bị vào cho thầy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 19 của chúng ta. Bài số 19 của chúng ta tính tổng S của chúng ta là bằng trừ 2,3 cộng với 4,15 cộng với trừ 0,7 cộng với trừ 1,5
chậm. Ba của bạn Hùng làm như sau. Hùng làm này. Thì S của chúng ta nó sẽ là bằng 2,3 trừ 2,3 này cộng với 0,7 trừ 0,7 cộng với trừ 1,5 thì một nhóm sẽ là một nhóm, và bạn ấy cộng với lại là 41,5 thì kết quả ba cái này lại thì nó bằng trừ 4,5 cộng với 41,5 và kết quả là bằng 37. Còn bạn Liên, thì bạn ấy làm như sau. S bằng trừ 2,3 cộng với trừ 0,7 thì là cộng với 41,5 trừ đi 1,5 cộng với trừ 1,5 thì sẽ là, vậy thì ở đây bạn ấy tính ra được là bằng trừ 3 cộng với 40 thì bằng 37. Được chưa? Vậy thì đây thì phân tích một chút này. Bạn Hùng ấy thì bạn ấy sẽ ghép tất cả các cái số âm lại với nhau. Sau đó bạn ấy tính ra kết quả và tính ra số dương. Còn bạn Liên thì bạn ấy sẽ ghép theo các cái số là tròn trục lại với nhau. Hai cái số này cộng với nhau bằng trừ 3, hai cái số này cộng với nhau bằng 40. Và ở đây câu B thì theo em mình nên làm cách nào? Dĩ nhiên ở đây là chúng ta nên làm theo cách của bạn Liên rồi. Làm được cách này thứ nhất là nó toàn cảm rất là nhiều. Cái thứ hai là nó thể hiện khả năng tư duy của chúng ta, nó rõ ràng, nó mạch lạc, được chưa? Đó là bài số 19. Bài số 20 của chúng ta nào? Tính nhanh. Câu A của chúng ta nào? Là 6,3 cộng với trừ 3,7 cộng 2,4 cộng với trừ 0,3, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý này. Ở đây thì chúng ta sẽ phải ở đây là trừ 3,7 cộng 2,4 trừ 0,3 rồi, ok. Thì nó sẽ bằng 6,3 trừ đi 0,3, được chưa? Cộng với 2,4 trừ 0,7 trừ đi 3,7 thôi. Đấy. Vậy thì nó bằng 6,3 trừ 0,3 là 6. 6 cộng với 2,4 trừ đi 3,7. Thế nào? Thì nó bằng 8,4 trừ đi 3,7. Và kết quả bằng bao nhiêu? 14 trừ 7 được 7, 4,7, được chưa? Đây là câu A. Câu B của chúng ta thì sao? Câu B đó là trừ 4,9, trừ 4,9 nhá, cộng với 5,5 cộng với 4,9 cộng với trừ 5,5, được chưa? Vậy thì nó bằng này, lấy 4,9 đây này, chúng ta cộng với trừ 4,9 này, cộng 5,5 này trừ đi cộng với trừ 5,5 này, được chưa? Được chưa? Vậy thì lúc này nó sẽ là bằng 0 cộng với 0 và kết quả bằng 0, được chưa nào? Tiếp tục câu C của chúng ta là như nào? 2,9 cộng 3,7 cộng với trừ 4, mấy ạ? Trừ 4,2 cộng với trừ 2,9 cộng 4,2. Vậy thì ở đây các bạn ghép lại thôi, lấy 4,2 ta cộng với trừ 4,2 nhé. Xong cộng 2,9 cộng với trừ 2,9 nhá. Ở đây là cộng với 3,7 thì rõ ràng ở đây nó sẽ bằng 0 cộng 0 trừ càng cộng với 3,7 là bằng 3,7. Vậy là chúng ta đã xong câu C. Câu D của chúng ta nào? Câu D trừ 6,5 nhân với 2,8 cộng với 2,8 nhân với trừ 3,5, được chưa? Vậy thì đến đây chúng ta để rằng nó chung nhau thử số là 2,8, chúng ta nhân với trừ 6,5 cộng với trừ 3,5 nào? Vậy thì nó bằng bao nhiêu? Vậy thì nó sẽ bằng 2,8 nhân với trừ 10 thì nó bằng trừ 28. Được chưa? Đấy là bài số 20 của chúng ta đã giải quyết xong. Được chưa nào? Vậy thì đến đây các bạn lưu ý nhé. Những cái phần tính toán chúng ta sẽ phải tính toán rất là cẩn thận cho thầy đừng để bị sai. Thì cái gói học cơ bản này thì
chúng ta phải nên học nhanh cái khoản này, được chưa? Kiến thức cơ bản sơ qua này các bạn phải học nhanh, chúng ta học theo từng kỳ một, chúng ta học xong chương trình kỳ một thế nào thì chúng ta sẽ học cái chương trình toán nâng cao, tức là Vin 2, toán 7 thì thầy dạy theo các cái chuyên đề, các chuyên nâng cao rồi. Còn với những học sinh chúng ta mới đầu học thì dĩ nhiên chúng ta cần phải học toán cơ bản để trường nhá. Sau đó sau cơ bản thì các bạn học đăng ký cái khóa học online là Vina 2 toán 7 cũng trên website vina.vn. Trên đó thì các bài tập thì nó sẽ mang tính chất tổng hợp và nó sẽ khó thế nào. Ok, buổi học hôm sau chúng ta sẽ học lý thừa của một sự tỉ để trận một bài học cũng khá là quan trọng. Bài giảng của thầy trong hôm nay ở hôm nay tập được ở đây. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong bài giảng.